này thiện hiện nhãn thức giới chẳng khác bản tánh không bản tánh không chẳng khác nhãn thức giới nhãn thức giới tức là bản tánh không bản tánh không tức là nhãn thức giới nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chẳng khác bản tánh không bản tánh không chẳng khác nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới tức là bản tánh không bản tánh không tức là nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới này thiện hiện nhãn xúc chẳng khác bản tánh không bản tánh không chẳng khác nhãn xúc nhãn xúc tức là bản tánh tánh không, bản tánh không tức là nhãn xúc. Nhĩ tĩ thể thân ý xúc chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác nhĩ tĩ thể thân ý xúc. Nhĩ tĩ thể thân ý xúc tức là bản tánh không, bản tánh không tức là nhĩ tĩ thể thân ý xúc. Này thiện hiện các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra tức là bản tánh không, bản tánh không tức là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng khác bản tánh không. Bản tánh không chẳng khác các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra. Các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra tức là bản tánh không. Bản tánh không tức là các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra. Này thiện hiện, địa giới chẳng khác bản tánh không. Bản tánh không chẳng khác địa giới. Địa giới tức là bản tánh không. Bản tánh không tức là địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới chẳng khác Khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác thủy hỏa phong không thức giới, thủy hỏa phong không thức giới tức là bản tánh không, bản tánh không tức là thủy hỏa phong không thức giới. Này thiện hiện nhân duyên chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác nhân duyên, nhân duyên tức là bản tánh không, bản tánh không tức là nhân duyên đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, chẳng khác bản tánh không. Bản tánh không chẳng khác đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, tức là bản tánh không. Bản tánh không tức là đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Này thiện hiện các pháp từ duyên sanh ra chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác các pháp từ duyên sanh ra, các pháp từ duyên sanh ra tức là bản tánh không, bản tánh không tức là các pháp từ duyên sanh ra.